Góc vườn âm nhạc. Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité, tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras, tu m'oublieras. Sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, hầu hết các liên hoan nhạc Pháp đều đã thu hút trở lại đông đảo khán giả. Trong số các nghệ sĩ đã thành công lớn tại các liên hoan mùa hè, Juliette Armanet chính là gương mặt mới được công chúng hưởng ứng nhiệt tình, từ liên hoan Les Vieilles Charrues cho tới liên hoan ca khúc tiếng Pháp Francofolie tại thành phố La Rochelle. Premier rendez-vous, qu'un soir enfin je te donne. Tu oublieras, tu m'oublieras. Trên đà thành công đó, Juliette Armanet tiếp tục đi biểu diễn vào mùa thu năm nay. Nhân được trình diễn vòng quanh nước Pháp, cô sẽ đặt chân lên 10 sân khấu lớn của các nhà hát Zénith. Vòng lưu diễn này sẽ kết thúc với một buổi hòa nhạc hoành tráng, kết hợp nhạc pop và giao hưởng tại sân khấu Bercy, nay được gọi là Accor Arena, vào trung tuần tháng 3 năm tới. Juliette Armanet đi biểu diễn ở khắp nơi, được quảng bá cho album phòng thu thứ nhì, mang tựa đề là Brûler le feu, nung cháy ngọn lửa. Vào đầu mùa thu năm nay, tập nhạc được tái bản, bổ sung với 5 bài hát mới, nâng số ca khúc ghi âm lên thành 18 bài. 5 nhạc phẩm mới trong đó có giai điệu Flam, ngọn lửa, chưa từng được công bố, công nhận sự thành công ngoạn mục của Juliette Armanet như một trong những người bút sáng tác mới bên cạnh Clara Luciani, Barbara Pravi hay là Angèle. Thành danh vào năm 33 tuổi với album đầu tay, Juliette đã đoạt giải thưởng Victoire de la Musique của Pháp dành cho tài năng đầy triển vọng đầu năm 2018. Vào lúc mọi người khuyên Juliette Armanet nên khai thác tối đa sự thành công và nhanh chóng thực hiện đĩa nhạc thứ nhì, cô lại dành thêm thời gian để trau chuốt sáng tác và hoàn chỉnh các bản ghi âm. Điều đó giải thích vì sao album thứ nhì của Juliette càng được báo chí Pháp đánh giá cao. Khi đạt tới mức đĩa bạch kim trên thị trường sau một năm phát hành, giọng ca này thật ra đã chinh phục giới phê bình cũng như thành phần khán giả từng được dịp xem cô biểu diễn nhân các kỳ liên hoan nhạc Pháp. Sinh trưởng tại vùng ngoại ô thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, Juliette Armanet đã lớn lên trong bầu không khí nghệ thuật của gia đình. Ngoài là chủ của một cơ hiệu bán sách, bố cô còn là một nhạc sĩ dương cầm chuyên về nhạc jazz. Juliette bắt đầu học đàn piano từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi, cô chép bút sáng tác những bài hát đầu tiên và thường hay đi biểu diễn nhạc jazz với bố. Thế giới âm nhạc của cô sau này rất giống với những gì cô đã từng thấm nhuần thời thơ ấu. Đến khi thành danh, Juliette Armanet được công nhận là người thừa kế xứng đáng nhất của những tên tuổi lẫy lừng thời trước.
Bên cạnh việc học đàn, Juliet còn tập viết lách, soạn kịch hay văn xuôi. Nhưng đối với cô, đó chỉ là một thú tiêu khiển chứ chưa phải là nghề. Nói cách khác, cô không nghĩ rằng sau này mình sẽ có cơ hội thành công nhờ sáng tác. Có lẽ cũng vì thế mà Juliet đã không chọn ngay từ lúc mới vào nghề con đường nghệ thuật sân khấu. On va brûler le feu. Y a que du rouge là dans ma tête pour toi. On va briller à deux. Moi je vois rouge et l'allumette pour toi. On va brûler le feu. Sau khi tốt nghiệp đại học khoa văn, Juliet Armanet đã chọn nghề nhà báo. Cô làm việc trong vòng 6 năm liền cho đài truyền hình và đài phát thanh Pháp. Sau một thời gian làm phóng sự và quay phim tài liệu truyền hình, Juliet đã rời bỏ ngành truyền thông mà thật ra đối với cô là một nghề tay trái để dành trọn thời gian cho sáng tác và ghi âm. Vào năm 2009, cô đã được tuyển để đóng vai một ca sĩ hát rong trong các trạm tàu điện ngầm ở Paris. Tuy chỉ là vai phụ, nhưng cảnh hát thật trong Metro lại tạo thêm niềm tự tin cho Juliet, trở thành động lực thúc đẩy cô cống hiến hết mình cho niềm đam mê đầu đời. Thành danh khá muộn, cách đây 5 năm, sau khi phát hành album phòng thu đầu tay vào năm 33 tuổi, Juliet Armanet lại không vội cho ra mắt album thứ nhì. Ngược lại, cô học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sân khấu, trau dồi tay nghề sáng tác qua việc ghi âm chung với nhiều nghệ sĩ đàn anh, kể cả Alain Souchon, Eddie Mitchell hay là nam danh ca quá cố Christophe. Cho dù không được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng Juliet lại có nhiều nhạc cảm. Một cách biểu diễn tự nhiên, chú trọng nhiều về cảm xúc hơn là về kỹ thuật thanh nhạc. Lối hát của cô có duyên chủ yếu ở những nốt cao, ít khi nào dùng nội lực để hát những nốt trầm đầy đặn bằng toàn dùng ngực. Về mặt hòa âm thì Juliet thiên về nhạc nhẹ acoustic hay nhạc pop giao hưởng. Khi dành thời gian 4 năm để ghi âm album thứ nhì, Juliet Armanet cho thấy cô có tư tưởng cầu toàn, nhưng vẫn biết kiên nhẫn, không đốt cháy giai đoạn. Rút ngắn quá trình tiến hành công việc chưa chắc gì sẽ giúp cô đạt được kết quả nhanh hơn. Khi đặt tựa nung cháy ngọn lửa cho album thứ nhì, cô chủ yếu dùng ẩn dụ trong nghĩa bóng hơn là nghĩa đen. Ngọn lửa nung cháy niềm đam mê khao khát, tiềm tàng âm ỉ, bầu nhiệt huyết sáng tác.